Mến kính chào mọi người, rất vui lại được gặp mọi người đến với kênh Cuộc Sống Anh Ta. Hôm nay mình sẽ mời mọi người theo chân mình cho gà ăn ha. Thì mình cho ăn sẽ cái khu này là khu gà trước. Cái khu này là khu gà mà từ hai mấy ngày đến 20 ngày, đến 60 ngày tuổi và trên 60 tuần ngày tuổi. Thường là những con gà đây thì khi mình chích ngừa dịch tả xong là mình sẽ đưa vô trong. Như những con gà này á là mình đã chích ngừa đầy đủ rồi, dịch tả xong, tủ trùng xong xong hết rồi. Thì giờ mình hỏi người mình lu bu mình chưa có bắt vô trong, thì có thể là tối nay mình sẽ bắt đưa vô khu trong và mình nhốt. Thì hôm nay mình sẽ cho ăn cái khu này. Thì sẵn tiện đây hôm nay mình sẽ nói với mọi người thì mình có một cái kênh hay, cái kênh YouTube mình là có một kênh hay là cái tên là Gà Nguyễn TV ha. Cái kênh đó là Gà Nguyễn TV. Thì mình nói tại sao mình đặt cái tên Gà Nguyễn TV. Thì cái kênh đó là cái mình dựa vào cái tên của cái Facebook mình. Cái Facebook mình đó là tên Gà Nguyễn không có dấu. Đó. Thì mọi người có thể nếu kia biết Facebook mình thì vô Gà Nguyễn không dấu đó ha. Thì mình đặt cái tên là dựa vào cái Facebook của mình ha. Gà Nguyễn TV thì mình có để là cái tên có dấu. Thì mọi người hãy qua kênh đó và xem và đăng ký ủng hộ kênh mình ha. Để mình sẽ chia sẻ những cái cách về trị bệnh gà ở trên đó. Bên kênh đó nhiều hơn. Và thì tại sao mình để là Gà Nguyễn TV thì mình nói thêm đây. TV là mục đích đó là mình coi để cho mọi người cũng vừa coi giải trí và vừa tham khảo thêm cái chia sẻ kinh nghiệm của mình ha, để có thể tích lũy trong việc chăn nuôi của mình. Nói chung là cũng một phần nhỏ thôi. Thì kinh nghiệm mình có bao nhiêu thì mình sẽ chia sẻ để góp một là góp vui với mọi người, có thể mọi người vừa coi giải trí và vừa xem biết thêm một chút kiến thức để tích lũy từ những cái kinh nghiệm của mình ha. Thì nói chung là thì cái nào mọi người xem mà thấy không đạt không hay thì mọi người cứ comment góp ý để mình chỉnh sửa lại ha, hoặc là cái nào không đạt thì mọi người hãy nhiệt tình góp ý cho mình ha. Nói chung là thì mình biết cái nào thì mình chia sẻ cái đó. Thì rất mong được sự đóng góp và ủng hộ nhiệt tình của mọi người ha. Thôi cảm ơn mọi người nha. Bây giờ mình sẽ cho gà ăn. Nói chung là giờ nó cũng lóng ngóng rồi. Hồi nãy giờ giờ cũng khoảng cỡ 3 giờ mấy rồi ha. Thì buổi chiều mình cho ăn cũng khá là sớm. Thì nếu mình cho ăn hai cữ mình không đặt thùng thì mình cho ăn hơi sớm sớm một chút để gà nó dễ tiêu hơn, ăn tẻ quá gà nó chậm tiêu. Thì mọi người hãy nhớ qua cái kênh đó đăng ký ha. Thì mình sẽ chia sẻ về cách phòng trị bệnh tinh gà thì ở kênh đó sẽ thường xuyên hơn. Thì hôm nay mình nói chung là mình cũng cho ăn thường ở trên cái này lắm. Thì cũng có thể là anh em nghĩ nó hư mỏ nhưng mình nói vui chỗ này là mình cũng mục đích là mình luyện khí công cho nó luôn. Thì dân ôn võ luyện mà mình luyện cái mỏ cho nó cứng cáp thì nó vui ha, có gì không phải anh em bỏ qua giùm mình thôi. Thì cái khu này là khu gà nhỏ mình, gà ương ha. Gà ương tưởng thành mình chích ngừa 60 ngày rồi mình sẽ đưa khu trong. Đây nó cũng còn một số con lác đác nó. Thì cái kênh mà để mình kênh Gà Nguyễn TV á thì mình sẽ để dán ở ngay chỗ cái khúc bình luận nha. Mọi người có thể nếu mà xem qua kênh mình á thì nhấn vào đó mà xem. Thì cái kênh đó mình cũng mới có chia sẻ một video về vô mồi lương à. Trời mưa thì mình nhiều khi mưa dầm á mình không có cho ăn vậy.
mình sẽ đặt thùng và mình đổ lúa luôn, tại vì có thức ăn nhiều khi nó lúa thức ăn thì nó sẽ mưa nó sẽ tan nó nở ra, thì còn mình cũng có đặt thùng đằng kia có 2 thùng. Mấy bữa mưa dầm hoài mình cũng phải đổ lúa thôi chứ sao giờ. Nhiều khi coi ăn cho ăn được cửa sáng thì có lúa thức ăn trong đó, còn cửa chiều là mưa thì mình phải đổ đặt thùng đó. À, những cái con gà mái, mà gà mái như con gà mái này, mái nhỏ nhỏ đó ha, thì mình cũng sàng lọc từ nhỏ đó. Trước tiên thì mình coi cái cẳng rồi đó, con mớ già vảy rồng, không biết anh em có thích cái loại này không. Nói chung là mình cũng mới đổ thôi, mà sau cái vùng mình thì anh em chơi thì nói chung là người ta sao không phái cái gà vảy rồng không. Chung là gà vảy rồng này thì nó cũng là, hôm đó con Tống mình có nói rồi đó, lúc mình vô cao đó, này chung gà Tống thôi chứ gà mái mẹ thì gà nồi thường. Vảy rồng này thì nó cũng thường thôi chứ nó không dữ, chủ yếu chân nó dương, chân nó vuông rồi chứ nó không có vảy nhiều. Mấy con gà mái tơ nè, và có những gà mái mà nó giữ giữ bầy luôn, tới lớn luôn mọi người đó, gà mái điều xanh đó là nó còn giữ con luôn. Đây nè, con này nè, đó đó đó, nó còn giữ con luôn, con nó bự luôn, mình để gì đó đó, nó còn nó lại nó ăn đó. Nó còn giữ con luôn mà nó chưa chịu bỏ con đó, chưa đẻ luôn. Mình thì thường nuôi giữ con gà rất là lợn cỡ này nè con, nhiều khi nó đẻ cho nó đẻ à, chứ mình cũng ít phá bầy lắm, trừ trường hợp mà những cái con nào mà nó quậy quá đi, nó giữ con không khéo thì mình mới phá bầy thôi. Con nó lớn vậy rồi đó, con này là 2 tháng mấy rồi nè. Còn gà mái kia là gà mái điều gần gà Tống Ngọc đó là nó bỏ con rồi. Mấy có gà mới đẻ mình nha, còn mấy gà nhỏ nhỏ là gà mình đang hồi trước thì mình cũng sàng lọc rồi đó, chỉ giải vô là ok hết, gì chỉ còn là tới lớn là không biết cái tai cái lông hình nó đạt hay không nữa là rồi đạt á. Thì mình tạo thêm một kênh nữa là nhiều khi có lỡ có lại xảy ra cái sự cố lỗi gì á, hay là lỡ cái bị xóa kênh hay gì thì mọi người cũng có thể tìm lại cái kênh kia ha. Nói chung là lỡ nhiều khi nói chung là cũng hên xui lắm, nhiều khi nó bị lỗi là có thể mình đăng nhập không được, mình bị xóa kênh ha. Thì mọi người nhớ qua kênh kia đăng ký để theo dõi tiếp của mình ha. Chúc 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 chúc. Này mình cho ăn lên tên đường gạch luôn. Thẳng cho nó luyện mỏ luôn ha. Nó vui nha mọi người. Cho nó luyện khí công. Dân ôn võ luyện mà, thì nói vui chơi thì chứ thật sự thì mình chung là đổ đất cũng không được, nhiều khi nó cũng lầy, mưa nó lầy. Chúc 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 chúc. Thì mình sẽ bắt cái gà lớn này vô. Chúc 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 chúc. Trời mà nắng đẹp vậy cho gà ăn thấy mê lắm mọi người, rất là vui. Mà mưa thấy gầu chết đi, gà nó lạnh nó gút 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 gút.
Thôi video đến đây là kết thúc ha. Thôi mến chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong việc chăn nuôi của mình ha. Mọi người hãy nhớ đăng ký và nhấn chuông thông báo để nhận video sớm nhất của mình nha. Mến chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.